Đấy, chụp em phát nào. Anh quay thôi. À, quay quay luôn. Đấy, sông Hương. Mà tao phải thi nhảy cắm đúng không? Ờ, luôn. Bơi biển mới thắng tao, sông mới tao thắng tao. Nào, vị ơi. Thở đừng em. Lúc đấy lại cá ở đấy nó lại nổi hết lên bờ rồi. Em sợ ở vua thủy tê có em xuống kém rẻ. Mến chào quý vị, chào mừng quý vị và đến với thành phố Huế. Đây, quý vị có thể nhìn thấy bạn Dũng này, bạn Hà này. Cả tập luôn. Đi đâu ngoài đánh dấu đánh thổ rồi đó. Đấy, có bạn Hà, bạn ý rất là bận quý vị ạ. Bận hay là tiết kiệm tiền để từ Hà Nội vào Huế cắt tóc đấy em? Em đúng mấy hôm rồi em chạy việc nhiều quá, về đến Hà Nội rồi toàn 9-10 giờ tối rồi nên là không có cắt tóc còn không mở nữa. Ở tranh thủ cắt đẹp trai lên mình cho nó vào ảnh anh ạ. Vừa quý vị đang vừa ăn cơm hến xong tranh thủ đi qua cái tiệm cắt tóc cắt luôn. Hôm trước thì bảo trên đường đi có hai cái là phải làm, đó là một là cắt được cái tóc, hai là mua mấy bộ quần áo. Thế là hôm nay vào ăn cơm hến là em thực hiện được cả hai cái đấy luôn rồi. Hôm nay anh thấy là em mua được cả hai. À, mới đầu là vào đâu nhỉ? Vào tới Nghệ An đúng không? Mua được cái quả dép gọi là dép tổ ong. Ừ, tổ ong. Bây giờ vào đây lại nâng đời đúng không? Nâng cấp lên đời. Ừ. Lên đời. Dép Lào, tông Lào. Anh cắt tóc ở đây thì bao nhiêu tiền một đầu rồi anh? 15.000. 15.000. Ồ dạ. Hà Nội là 60.000. Vỉa hè 30. Ờ. Bên trong tiệm thì 60. Thế ông Dũng vào đây ông ngồi làm gì đấy? Cạo râu. Cạo râu. Cạo râu ấy. Đi chơi rồi không ăn cạo râu trong nào. Cạo râu đâu. Anh có cạo thì ông phải râu anh mọc nhiều quét rồi đấy. Anh có mang cái máy điện đi. Tí về anh quẹt vào này. Đây quý vị đây. Em Duy đang đứng ở đây thôn Vĩ Dạ. Đang thuộc cái đất Cồn Hến. Duy cũng không hiểu tại sao ở đây thì thời tiết nóng nhưng mà cái kiến trúc xây nhà của mọi người ấy thì một tầng và mái này thường là mái tôn. Mình vào đây chắc là không chịu được. Kia là em Duẩn, camera chính đây. Duẩn có cắt tóc hay là cạo cái gì không? Em không hiểu vậy. Quý vị ạ, thế này. Là có cắt tóc mà có gặp quay phim đấy. Mọi khi đi ăn này. Đây là gỗ là cá trọi này anh bán này luôn chơi bình thường này. À cá trọi. Đây con này xưa gọi là xanh lam đấy không? Ồ, ở đây anh Duy và Hà ai biết chữ cá trọi không? Không. Anh thì cũng không, anh chỉ nghe thấy trong chuyện thôi. Tuổi thơ anh không có cá trọi, không chữ cá trọi. Tuổi thơ anh có cái con dế này, rồi con nghiến tóc. Hà không biết có chơi con nghiến tóc không? Ừ đấy. Với lại chơi con bọ xít. Bọ xít đúng rồi, bọ xít với con quáng bầu. Bọ xít làm xe máy ấy. Làm xe nó chạy đấy. Lấy nhựa đường anh nhỉ? Ừ, nhựa đường nó dính lại. Với lại bọn em làm cả tàu bằng bọ xít nữa, thuyền ấy. Thuyền luôn. Ừ, thuyền bọ xít chạy cực bốc luôn. Lấy vỏ lắm bia anh nhỉ? Vỏ cũng rắn á. Tiếp cận hành răng rồi. Ngày xưa tiếp cận hành răng bằng nhôm.
Anh ở Huế anh chơi trò đấy hả anh? Ai hai tiếp xúc với con đấy thì chơi rồi. Em có được tiếp xúc với con bọ xít bao giờ đâu rồi. Các tao ngẩn rồi, thì chơi là mới mát đấy ạ. Trong lần ra xuống bơi là ứng cử viên số 1 quán quân hôm qua tóc nó cảm quá nên thua anh đi. Do tóc đúng không? Đúng, vì có lý do. Hôm nay bơi biển mới chắc gì phải ăn được tàu. Hôm qua biển kia thì qua nó hơi chơi, nó trong hơn thôi. Càng vào trong biển càng trong hơn ạ. Cầm em cầm cho anh. Tối nay là định đến Hội An tắm đúng không? Hội An vâng. Thế thì anh làm trọng tài cho bọn em nhé. Thế có giải thưởng gì cho trọng tài không? Rồi xong rồi anh em mình chia được giải thưởng cho cho trọng tài đúng không? Giải thưởng là một cái bia đấy anh. Chia được giải thưởng cho anh. Hà này chắc là tháng cắt mấy lần? Em không nhớ nữa. Bao giờ không thể chịu được nữa thì đi cắt. Nhưng mà sao trẻ thế mà tóc đã bạc hết rồi? Bạc được thể một phần. Ủ mưu nhiều, bán dê nhiều. Ủ mưu nhiều. Chắc là do máu xấu thôi. Máu xấu thì nó phải đặt cả đầu không ạ? Anh xuống để anh cạo râu cho. Đã. Anh có cái cạo anh. Còn đùa anh giật râu. Giật thì lần sau không phải cạo. Hả? Giật dâu em nhiều vậy, anh giật bao giờ cho nó hết. Anh quý vị xem dâu như này, anh chuyên là anh giật, giật hết kiểu gì. Giờ đợi Hà cắt xong rồi cạo dâu ha. Trắng trẻo. Tối còn ra phố đi bộ Hội An này. Phố đi nhầm. Phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An đấy. Em đã vào đấy lần nào chưa? Chưa. Đấy, mình đến mình còn giới thiệu được mình là Dũng. Cái công dâu kia này, ta còn gọi chú ở viện. Cho em cái này làm này. Nhưng mà chắc là không nói được mà chỗ nào em cũng biết ở trong đấy được. Rồi anh làm sao lại biết được, em cũng trải lòng cho khán giả là đây là lần đầu tiên em đến nên em có dám đánh giá gì đâu. Đấy, cho Hà này nó đi nhiều rồi thì nó đánh giá được rồi. Đánh giá của em là vào trong này cái gì cũng rẻ anh Vi nhỉ? Còn sau buổi hôm nay thì tao đánh giá Vi ngang mày luôn. Ai chả đi một lần để cho biết đúng không? Giống gì này, anh có cái tôn rất chuyên nghiệp luôn. Cái này là anh mua ấy, hay là gia truyền anh? À mua. Sao lại gia truyền cái lớp này? Bố anh có làm mình cắt tóc rồi. Cái dụng cụ này ở Hà Nội mình làm gì có? Ở đây anh mấy ông cắt tóc ở hàng đậu em thầy với anh nha. Ông đeo hai cái cả một cái ở vai đấy cơ để chuyên để cạo anh. Cái ở vai này. Mà để nó về gia truyền cái tóc nó hồi xưa người ta còn phải có cái để mà mài dao. Cái đấy nó là cái gì nhỉ? Cái đấy nó là cái da bò hay cái gì đó người ta mài dao nào đấy mới là gia truyền. Nhưng bây giờ chắc là chả có nữa rồi. Anh nghĩ còn không ai dám cắt vì nhìn cái dao rất là sợ. Đúng. Người ta thay lưỡi cho anh. No, là không lưỡi. Mỗi người vào người ta thay một cái lưỡi mà. Tại là không có lưỡi. Không có lưỡi luôn. Lưỡi liền luôn. Ôi thế thì bệnh dịch chết. Ai ta dùng lưỡi nữa. Dao là từ mai lên là tới 1/1 thôi. Em nhớ hôm xưa em đi cắt tóc bé hồi bé tí. Thì hồi đấy là các cái tuyên truyền đấy thì nó không nhiều ấy. Là người ta vẫn dùng ở đây. Nó là cái con dao này. Đó, kéo cái đấm thì người ta bỏ ra. Xong rồi người ta cạo. À thế là nó có một lưỡi rồi anh. Một dao nữa đấy. Hồi đấy bé quá, mình vẫn không hình dung là hồi đấy bé tí mà. Bé chỉ 2-3 tuổi thôi. Một lưỡi. Ngày xưa ấy, là mọi người đi cắt tóc anh nhỉ. Họ đến từng nhà một đi dạo. Ai cắt tóc đi. Đi xe đạp ấy, rồi hô to. Rồi trước khi vào họ cắt thì họ phải mài. Và bây giờ trên em có salon ngoài trời, có hàng đậu đấy. Có khi công an vào đuổi bắt nào thợ thì cầm kéo chạy, khách hàng thì cầm gương chạy. Kiểu tóc này được gọi là kiểu tóc gì đấy anh? Cua ấy. Cắt cua. Tóc Huế đấy. Gọi là cái ngoài bắt gọi cua mà trong biển gọi là nó rễ. Thì là anh tóc cua là tóc. Anh có biết mạch kẻ mạch không? Anh mạch cho này chữ Huda mà nhá. Hay một bia Huda mà. Xong rồi thì tao vạch chữ Sài Gòn được không? Tao hỏi đi kiểu sóc sát Uda với Sài Gòn.
Không, hay là anh em chào giống từ Nam Hào xuống xuống này anh em. Mày chào chữ Ula, tao chào chữ Sài Gòn. Được không? Được. Chơi nhá. Chơi luôn. Mày chào chữ gì? Mày chào trước đi để tao xem tay nghề khi nào rồi tao mới tao. Thế thì anh chơi chữ gì được? Hà Nội đi. Anh. À, Hà Nội à? Ừ. Ngay nhỉ? Hờ nờ. Hờ nờ. Còn em giật này, mày em cho em làm này tính ra mình chơi gì? Trúc Bạch nha, hay là Tu Bóc? Sao phải đúng không em? Chưa có tốt lại. Thấy đẹp trai không anh? Đẹp trai hẳn. Tí xuống sông Hương gội đầu em nhé. Vâng. À đấy, nó bảo sông nước nó thơm mà thì xuống gội đây. Thay cờ lia luôn. Thay cờ lia. Sông nước sâu anh thấy sạch mà. Sạch. Sạch, sạch, sạch trong. Có lưu thông mạnh mà cứ nó hôi. Hôi ấy. Nhớ thật. Ừ. Đúng rồi bạn đi đâu. Thế mà em hôi luôn á. Thế mà em lần đầu em rửa mặt sông Hương cảm giác thơm. Ở đây là ở đâu vậy? Nghe cô thể. Vâng. À, nó gọi là phường Phương Bỉ Gia, thuộc Phương Bỉ Gia. Dạ. Hàm mặt cử đấy. Dạ. Sao cử hơi hát độc đà. Độc đà. Vâng thì anh em team Hà Nội phố đi thì di chuyển gần như là lịch kín mít, di chuyển nói chung là thời gian trên đường là nhiều. Và đến các địa điểm thì bạn Hào chủ đạo, bạn ấy sẽ lựa chọn những địa điểm và cùng anh em chia sẻ với anh em và anh em chọn lựa những địa điểm ngon. Và chỉ đi được một chặng đường ngắn thôi, khoảng tầm đến đây là 800 cây rồi này. Từ Hà Nội tới đây là 800 cây rồi nhưng mà thực sự là rất là ấn tượng thú vị đúng không em? Em là đầu tiên mà. Chứ em còn chưa thấy mệt gì luôn anh. Chưa mệt đúng không? À. Ngày là ngày là thầy mọi thứ, biết gì mệt. Em cảm thấy sung sức lắm. Và anh em Duy đã quay rất là nhiều shop rồi. Đây nhân vật quay shop cho quý vị đây mà em anh không thầm lặng đây. Anh không thầm lặng đây, quay rất là nhiều đấy quý vị. Xin chào mọi người ạ. Và chưa kịp gọi là biên tập đúng không em? Vâng. Bởi vì di chuyển suốt mà làm việc trên xe thì không thể làm được, cho nên là có thể là Hà Nội phố bỏ shop một số video mà chưa kịp up lên. Bởi vì những cái sản phẩm của Hà Nội phố bây giờ thì muốn gửi tới quý vị những cái sản phẩm nó trọn vẹn, nó chuyên nghiệp hơn, cho nên là quý vị chịu khó chờ đợi nhé, để team Hà Nội phố có thời gian để phục vụ quý vị nó tốt nhất. Còn có thể là những video này Hà Nội phố đăng lên để chia sẻ với quý vị những câu chuyện vui cũng như là những cái địa điểm mà Hà Nội phố đi qua. Cái này anh đăng luôn rồi anh gì? Có thể là anh đăng luôn em ạ. Đăng luôn rồi. Đây là dự trù. Nếu mà không cậu em ruộn mà không làm xong thì anh dự trù thôi. Nghe cho tóc cũng đẹp hết. Em ấy em cũng biến hình rồi anh đăng luôn đi. À. Có các chữ cạo lên dâu không? Không để gì ria trong miệng. Quên cho nó đứng tuổi. Quên mà phải mua thì còn vẫn còn phải một cái nữa là mua ra cạo dâu. Anh có mang ra cạo dâu mày không? Đấy chắc mua hai cái. Tao phải mua thêm một cái. Anh mua cái cạo dâu nhựa ấy. Nhựa dùng lần. Ở tại nhà trên khách sạn có mà. Hà mà để cái dâu kiểu là dâu như ngày xưa vuốt vuốt này đúng không? Thỉnh thoảng cứ vuốt vuốt. Dâu bà kiến đấy. Bình thường không phải vuốt cái gì nữa, chỉ vuốt dâu thôi, đưa tay lên mặt là vuốt dâu. Bà kiến hồi xưa là cũng là kiểu để dâu anh ạ. Để dâu không phải là dê, để dâu là để bán dê thôi mà. Hay quá. Thảo nào cũng bán dê thì đúng. Đấy thưa quý vị, anh em Duy khi lên clip thì có thể là hơi giữ mình một chút, nhưng mà khi trò chuyện với nhau trong những cái buổi mà không quay thì rất là gần gũi, thân thiện. Và mỗi người một cái tính cách, cho nên là Duy cảm thấy rất là vui. Bây giờ ta chưa cho mày cười nhỉ, làm cái mép rồi nhỉ. Làm cái mà mũi nữa lại sách mép, cái hay nhỉ. Có người nào cao rồi.
Cái ghế này anh cũng thấy chuyên nghiệp hết nhỉ? Salon. Salon. Một ngày anh cắt được khoảng mấy đầu anh? Đầu đó, khi hơn là khi muốn tới à, trung bình chắc chục đầu đúng không anh? Chục đầu. Vâng. Đầu là nhiều rồi, mỗi đầu tính ra bao nhiêu? 15 30 phút. Đầu. Là đầu đầu hà là cắt dễ, đầu hà đầu em cắt dễ, có nhiều đầu nó cắt khó anh cũng đeo đâu. Đâu một cái đầu. Trung bình phải 30 phút một đầu. Tùy từng lựa chọn thôi. Vâng, đầu như ở đầu cắt không 15 phút. 30 phút. Nhiều lắm thì 15 phút. Mình bỏ cắt ra đấy đính á, khi mình lóng hết. Vì em mình chỉ cạo xong rồi, tại thì cắt rồi. Đấy, bạn Hà là gần như là một cái gương mặt mới rất là sáng sủa luôn. Đấy, anh nhìn thấy em cắt không? Quá đẹp luôn. Tôn thêm vẻ tự tin đúng không em? Anh cứ cạo đẹp mà trắng bạch ra luôn. Ô, ông Dũng và ông ấy nằm rồi mà mặt ông ấy vẫn tươi như thế này. Anh cho đi cạo mặt thần thái cắt tóc ấy. Ờ, công nhận. Style tóc, à, kiểu cắt tóc đúng không? Phong cách. Hôm nào chơi cái trò vừa ăn vừa cạo râu. Cắt riêng, riêng còn nhanh nhá. Cắt tóc rồi này. Về cắt tóc không rồi, về không bỏ răng gì nhỉ? Cắt tóc không rồi, về không bỏ răng gì à? Mày cứ chỉ các anh em nói cho mày để lúc cắt tóc cho mày đỡ buồn thôi, tao đang cạo râu rồi mày nói thì đáp lại cho đỡ buồn. Sorry. Anh nhớ thay đem lưỡi nhanh nhá. Ông lưỡi kia là lưỡi bán dê. Lưỡi bán dê ra bán dê. Thấy dầu cứng chưa? Chào, xô xô. Dầu này mà anh suy anh bảo anh nhổ thì... Không, em có bộ dầu công nhận là... Chắc phải tiêm đến mấy lít thuốc tê của người nhổ được. Dầu cứng quá nhỉ anh nhỉ? Mấy lít thuốc tê để bão hòa cơn đau. Dầu em là cứ 2 ngày mà không cạo nó lên thành dâu sồm luôn. Đấy, nhìn trắng trẻo, đẹp trai nhỉ. Trắng trẻo anh như người Huế anh. À mà mày khắc chữ U ra ở đầu chưa? Chưa, đợi tí, đợi mày khắc trước đã. Rồi. Quý vị hãy chờ đợi những video, những trải nghiệm mới của Hà Nội Phố nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới và nhớ nhấn like cũng như chia sẻ và nhấn like trong Facebook Hà Nội Phố để đón xem video mới nhất. Xin chào quý vị.